đầu đó bên kia kìa nghe. Cái đầu đó bên kia kìa. Nó mổ quá, nó mổ kìa, buông nó ra đi, buông nó ra đi, buông ra đi. Ôi, trời ơi, cái ổng kìa trời, thằng ơi. Rồi, để chúng đem giả mua luôn. Trời ơi trời. Ê, tới đây nè, tới đây nè. Tới đây rồi. Tới đây nè. Ê, ui, bà này xui ra, trời ơi, thanh đường ơi. Căng. Hết hồn. Trời ơi, cái xe đạp lên đó luôn rồi, trời ơi trời. Đây nè các bạn. Hi, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mấy anh em cậu cháu lại tiếp tục ra đồng các bạn, đi kiếm một mớ cua đem về đâm me nha mọi người. Chắc chắn hôm nay sẽ có là một cái món ăn rất là thú vị để gửi đến mọi người. Cái cầu khỉ mà thấy cái cầu này rung quá. Rung không? Hồi xưa mình cũng đi toàn cục khí gì không không sao. Ồ, cái tay vịn này nó ấy quá ha. Quá trời. Vậy đây thử thách đi cầu khỉ thì mọi người thích lắm luôn. Hôm qua làm trận mưa xong bữa nay trời xanh gì luôn ha. Chị yêu sao? Cá hả? Cái nhỏ xíu à. Cái nhỏ xíu à. Trời ơi, chạy bỉnh nha. Rửa sơ sơ con... đi. Rửa sơ sơ đi. Thay được. Một cua. Em. Cho con này càng bự lên đấy. Cho vô. Nè, cua nè các bạn. Cái này đem mấy cậu cháu sẽ bắt một mớ đem về đâm me các bạn. Cây me trước ngõ đó, trái nhóc luôn mọi người. Chín con nữa ha. Ồ, gà em càng nữa phải không? Còn hồi nãy giờ toàn cua đực không vậy? Này cua cái. Cua cái hả? Cá. Ồ con này cái. Có đực có cái đi. Có hai thằng đực rồi, không có con cái nào. Bắt luôn. Cua này cua tím. Gắn mọi người, gắn mọi người. Đâu? Đâu rồi? Cái gì vậy? Ôi, ôi, ê, nó mổ kìa, nó mổ kìa, nó mổ kìa. Nó mổ rồi người, nó mổ bỉnh bỉnh luôn. Nước, ngắn nước. Ê. Ê. Kìa cái đầu đó bên kia kìa nghe. Cái đầu đó bên kia kìa. Nó mổ quá, nó mổ kìa, buông nó ra đi, buông nó ra đi, buông ra đi. Ôi, trời ơi, cái ổng kìa trời, thánh thần ơi. Cắn đôi nhầm nhỏ gì, cắn trúng ông quần mà. Rồi, cái này cũng đem giả cua luôn à. Trời ơi trời. Bỏ vô luôn. Nó đi chung cua bà giả cua. Ê, bỏ con sống hả? Có gì đâu. Cho bà đậu vô trước. Trời ơi. Ghê chưa? Bắt đường gắn nước các bạn. Nó cháu đi bắt cua, mò cua sáng giờ. Nó này nó hợp đồng với cua. Trời ơi, miếng cá đồng, miếng cá đồng ấy nó tội chưa mọi người. Vịt đẹp nè. Đây đi. Ok, trời ơi trời. Nghiệp nhỏ chưa. Ốm nhách luôn á. Thấy mấy cậu cháu giữa trưa nắng rồi đi. Ơ trời ơi, cua kẹp. Cua bự, cua bự. Cua bự nữa mọi người, cua càng nữa. Cua càng rồi. Cua càng mà. Càng. Càng đực. Càng đực. Còn là thằng đực không biết. Coi chừng nghe, dở dở coi chừng gắn nó bơi lên đó nghe. Ồ. Không sao. Nó bơi lên cho ông thấy bắt. Gì? Nó chưa trong đó còn cắn nữa. Đụng, đập qua bên đây nè. Đụng. Phải luôn. Đấy ta. Cái này tại nước mới lên thấy không? Có cá, có cua nè. Ở đây có con hang nè anh. À, có hả? À. Nó có hang nè. Ê, con gì đó. Ê, con gì đó. Ơi tới đây nè, tới đây nè. Tới đây rồi. Tới đây nè. Ô mẹ mày xui ra, trời ơi thanh đường ơi. Con căng. Trời ơi hết hồn.
Trời ơi, xe đạp lên đó luôn rồi, trời ơi trời. Ôi trời, hú hồn hú vía luôn, sao ơi. Đây là các bạn, gắn nước. Hết hồn hít vía. Xém xỉu rồi chứ. Bò lên á, nó nóng. Nhanh quá trời, nó đi quýu quýu luôn á. Càng không. Trời ơi, bự dưới hả? Càng. Bò lên nãy. Bò lên. Gắn theo phơi nắng á. Đây hàng chục đó nè. Cực kình không. Ai được 2 cân rắn và mớ cua nè các bạn. Rắn đi về. Cua bữa nay sẽ đam mê nha. Rắn đem về Thái Bắc nha. Rắn này đem về làm gì chưa biết. Con sáu không dám bắt đâu. Gắn này về hầm xả à, giờ về thôi các bạn, trời nóng quá chừng luôn. Nóng chịu không nổi luôn á. Đây các bạn, lúc sáng anh em cậu cháu đi ra đồng bắt được mấy con cua càng. Toàn là cua càng thôi mọi người. Thấy không, cua càng to to luôn đó. Cua đồng chính hãng nha mấy cha, không phải cua nuôi. Anh thấy nói chung anh thấy rất là nhiệt tình. Đi móc ngang cua bắt được mấy con cua này. Anh em sẽ luộc con cua này lên các bạn. Luộc lên xong rồi đi hái me. Này đầu bếp Thái sẽ hỗ trợ chúng ta làm món cua đồng đâm với me. Cái món này thiệt sự mà nói hôm bữa thằng Danh nó cũng thèm lắm luôn mà chưa có thời gian đi bắt. Cái bây giờ nó bận công việc thì nó về rồi. Ủa này gãy càng anh Thái. Gãy à. Càng nó bự hơn nữa. Chết, càng hết chưa. Kể đi, mình đâu có ăn càng. Càng mình luộc xong mình bỏ không sao. Hợp lý không sao? Bi bi, cái càng ta bỏ càng cua nhóc ở trên Bi ơi. Bây giờ mấy cậu cháu sẽ đi hái me. Đây các bạn, đây là cây me nhà nè. Đó. Trái cũng lừ hết trơn nhưng mà nó ở đợt cao quá. Ổng này thấp chủng rồi mọi người. Cái bầu á. Cua này nó mát á. Quá trời trái luôn mọi người. Này xíu nữa đâm thêm chén mớt anh thấy rồi. Vậy hả? Ờ. Rồi, được. Rồi cho lục bình ăn. Con là món nào con cũng ăn hết trơn á. Sao hái một bao lần đó. Xin ta có nắm bây giờ đòi hái một bao. Sợ thiệt chứ. Đây nè mọi người. Đấy, mời mọi người ăn miếng me non nè. Rồi. Hả? Có. Con bao không cho, bao không cho, xin bao luôn đi ôi. Quá trời me luôn mọi người. Nó cưng luôn nè. Cái này chắc là me chua mấy me ngọt anh thấy. Này me chua. Xong rồi các bạn, mấy con cua vừa đi hái me về, mấy con cua cũng chín luôn rồi. Cái này lột ra được chưa anh thấy? Rồi. Này, mấy con cháu đi xin được mớ me này nè. Quá trời cua thấy càng ham lên mọi người. Rồi ra rất thấm. Món này ăn bữa trưa là đúng bài luôn á. Làm xị không sao? Có cho thì cũng làm. Trời ơi, có cho cũng làm trời. Kim sả kém đi. Dạ. Rồi cho nó thơm. Rồi. Đúng rồi, kim sả đi. Trời ơi, nó thơm, thơm phức luôn. Cái miếng này mà nó tuôn ra. Còn đây là mấy con cua đồng này, thấy thơm chưa? Đỉnh rồi, có được càng siêu to. Vô đi. Ông đâm mà, ông đổ mồ hôi kìa. Chà. Nhiều đi. Nhiều mới ngon. Cho xong đổ ớt vô các bạn. Đổ ớt chứ thả vào đây. Rồi. Lần con sáo xong. Ngon vô. Mặn không sao? Ừ, mặn không? Chưa đổ nước mắm, đổ nước mắm vô rồi anh ơi. Rồi. Trời ơi. Ít bột ngọt thôi, ăn nhiều bột ngọt bệnh chứ. Giờ con gắt không? Ừ. Cái này, ông sáu lọc mấy cái này ra được chứ? Vô rồi đó. Cái này nó ăn nó tanh phải không? Tanh mà đắng luôn. Kẹo vô luôn. Hết luôn. Bỏ cua vô xong rồi trộn lại. Nè, bỏ vô hết đi. Đó. Không trộn này, trộn vô này đi. Đây này nha. Đó. Ai nè mọi người.
cua đồng, chưa đồng, cua đồng đâm me, không có đâm me, cái này trộn me non á, đó. Đó, trộn lên. Trong ngon lành rồi đó. Ông Sáu làm thử miếng không Sáu? Giờ mời mọi người ăn chung với cậu Cháu nha. Đúng rồi. Rồi đã chưa? Vừa ăn mà nó thèm. Sáu mời mọi người nè, cái món cánh đồng quê nè. Ngon. Quá trời ngon. Anh thiếu một chút. Sao anh ha? Nếu cảm nhận cho mọi người nghe. Ngon. Chua chua ngọt ngon. Ngọt cái mùi cua. Em cũng thử cái này miếng này. Cái này. Cái này bị chua nhiều ha. Mắm. Thiếu nước mắm mà. Chua nhiều. Nó cay mà nó cay nồng luôn á. Chua. Thấy lúc nãy mà bỏ thêm miếng ớt như là hết ăn luôn. Cay quá. Mời mọi người ăn thêm nè. Cái này chắc cũng bị hiếm, hiếm có. Ba con cháu đi bắt một buổi được như thế. Tôm cá thì nhiều, cá thì nhiều. Nhưng mà bắt cua thì hơi cực. Ăn luôn cái chân này luôn. Đi cái buổi trưa luôn. Vét cho đây miếng nè. Đây, mời mọi người nha. Ngăn cái này tăng thêm canxi. À. Ừ. Cua đồng cho mấy non. Vitamin D. Đây là cái trò của mấy cậu cháu. Không gà dựng bỏ lại á. Vét cho đây miếng. Ăn nhiều me vô. Cho nó sổ độc. Ngon không? Ừ. Me mà sổ độc. Me nó sổ cái kia không sao? Ừ. Me nó sổ cái kia á. Không biết cái kia. Nói chung chung vậy không biết cái kia là cái gì. Vậy này mới ngon. Thì cái này phải có một xị mới đúng á. Ngon. Nhưng mà lỡ rồi, để dịp sau đi không sao. Con xị thì dễ nuốt hơn. Ăn nhiều hơn. Ăn hết thao này luôn á con xị. Rồi. Giờ mình tưởng tượng đi. Tưởng tượng như đang có con sĩ ở đây hả? Đúng rồi. Đây mọi người. Cho nó dễ vô. Này đúng ra mà cua nhỏ nhỏ thì ăn ngon hơn ha. Không, cái gì cũng ngon. Thì bây giờ thực tế là ngon. Nhưng mà có cua nhỏ thì ngon hơn nữa. Nó dạng, nó mềm. Cây má ơi. Ngon ha, cặn cua có vị ngọt nó khác, thịt cua nó ngọt khác ha. Thôi nè, bỏ đây đi. Cặn á? Dừng cho ông Sáu á. Ăn cặn ông Sáu. Ăn cặn bự ông Sáu. Ăn đi. Ăn với cơm cũng được. Này ăn cơm ngon á. Thơm thơm mùi xả, nó chua, đặc biệt ớt rất là cay. Mồ hôi à? Nhả xuống. Cái đũa này nhường cho con luôn đi. Để đế. Ngon mọi người. Vớt me, bỏ me, đè, mình lấy miếng me, mình bỏ lên thịt cua cái này nè mọi người. Mời mọi người ăn miếng. Mà hôi ngáo kìa. Hôi mẹ hôi con ra chào đời hết. Ngon. Ừ, thích không? Ừ. Phê lắm luôn phải không? Ừ. Rất là phê. Chứ không xảy không, cái này đàm đẩy lon bia cũng được đó trời. Tự nhiên ăn này thèm bia. Không sao. Ừ, quá đã luôn. Mấy con kiến nó cũng lên hỗ trợ nè. Ông già luôn. Ông Thái ổng còn hơi sừng sững không sao. Nói chung là hôm nay
tự nhiên cái nghĩ mà thèm cái món này các bạn. Xong cô cháu sáng sớm bơi ra đồng bắt được mấy con cua, bắt được cái chừng chục con cua, xong mà đem về đi xin hàng xóm mấy trái me non, đâm me bỏ xả bỏ ớt vô đây siêu cay. Ê, nhìn đỏ chót luôn nè, ớt quá trời ớt luôn, ăn rất là ngon, rất là phê và rất là phiêu. Tuy nhiên là hơi bị thiếu nước mắm xíu các bạn. Thì video với quảng biện thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần tiếp theo. Nếu đăng ký kênh like, chia sẻ, ủng hộ cho cậu trái nha. Giờ tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.